thì dễ thương. Rồi con đi đi, con đi đi. Trời ơi, nó quấn hết cái cây này là thôi luôn á. Ông gia đình con kiến này 7 giờ tối mà đi lang thang ngoài này đây. Không có làm gì chị ha, thấy mát mát rồi. Đẹp hay quá. Trời hết sảy luôn. Thôi. Vô đội nón thương quá. À. Đi vô, đi vô được mà. Nè, stay off nè, stay off the grass. Thấy không? Được rồi, mẹ Tú không cần đâu. Ông ngồi xuống á, ông ngồi. Bơ ơi. Đẹp quá. Đẹp. Cầm đây cái. Thì lát lại. Ly nhìn Barbie kìa. Ly nhìn đây nè. Nhìn kìa. Helicopter. Helicopter nhìn lên kìa. Ok đi, đứng đây. Đi qua lấy cây thông với ông già Noel nè. Đi qua ông già Noel đi. Trời ơi, cái nhà này trang trí biết bao nhiêu tiền. Sao con không thấy có ai ở trong hết bà? Kỳ này thấy chơi trầu khoái. Kêu khoái quá, khoái quá. Đi nhà đẹp. Đi bác Thanh qua bên chụp cây thông đẹp kìa. Con không thấy ai ở trong hết ta. Cái này hoa gì hả? Cái này là con xe đó, con xe đó. Xích lemon. Không biết. Ê, rơi vào đợi nóng anh con. Làm viên ông Santa Claus kìa. Đây, nhìn đây nè. Yeah, đúng không? Đi qua đây chụp cái thông đẹp nè. Đẹp lên nè, con chụp hết cho.
lưng ba nè. Ông bà nhìn đi. Yeah. Cười làm gì làm gì làm gì làm gì hai. Ủa hai chị em nhìn luôn kìa chung chết. Nguyên cái nhà luôn. Dạ, bà thả qua đi. Mẹ Tú vô. Không có mẹ Tú gì trơn. Vô đây con. Vô đây. Cái nhà đẹp hơn cái nhà này. Đẹp gì đâu. Rồi vô 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 vô. Ôi nhà cái thơm dễ thương quá. Trời ơi, nhà hai cây đẹp ha. Trời coi bức tranh vậy, tường kìa. Wow, nhà đúng là nhà artist mới xây. Bao nhiêu nó thơ mộng ghê. Ở đây nó làm nhà.